lắm nên cười nhiều nha chị. Ok, ngủ đi bé, dạ em ráng like chút xíu chị. Đầu tháng giờ em thiếu nhiều. Cảm giác cho em lúc này. Thank you, Gritty. Chẳng dám miêu mọi người ạ.
với bài Anh Nên Yêu Cô Ấy. Anh Nên Yêu Cô Ấy xong rồi tới bài Đúng Cũng Thật Sai, đúng không? Ok, Đúng Cũng Thật Sai. Tí nữa nhớ nhắc nha admin, tí nhớ nhắc chị nha. Em u mê chị quá, ai buồn ngủ thì cứ đi ngủ nha mọi người, coi như em hát ru mọi người đi. Cuộc sống của anh thay đổi từ khi cô ta xuất hiện. Cô ta biết rằng bên anh đã có em chưa? Cô ta biết rằng người yêu anh là em chưa? Anh bỏ mặc em.
đại gia theo đầy ạ. Xíu hát hồi quen dặn xíu cảm ơn mọi người. Ok, tới bài đúng cũng thành sai. Đúng cũng thành sai, sau đó là bài em say rồi nha. Admin nhớ nhắc chị nha. Thank you, Fanny. Mai biết đeo tay thở, cô tê lắm dạ. Đại lộ đông tay hồng. Cho xin những ít nhưng dài lâu. Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi.
Nhân Ly, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Ngủ sớm đi đại ca. Đại ca chưa đủ target. Xíu hát nhạc trung hay lắm à. Em ngủ nha, ok, ok, lười ngủ đi lười. Vợ ơi hả? Em say, anh có thể đến đây không? Có thể để em ôm lấy anh không? Đừng trách mong sao em quá phiền, cũng đừng hỏi em điên hay sao. Dù đã chia tay, cũng chẳng vô tâm đến vậy. Em say một hai ba bốn năm ly, chẳng thank you.
hết đau xa rồi mọi người. Ủa? Hello tất cả mọi người, cảm ơn Thanh Nhi ạ. Cảm ơn Thanh. Người yêu cũ không? Đêm năm lao sao, ok hết bài này đêm năm lao sao nha.
bài gì nữa ha? Với bài gì vậy? Tình đơn phương. Đêm đi qua, giờ tim buồn ra. Xin được là bầu trời anh ơi, yêu anh không...
em cứ mong tay anh buồn là đâu sẽ lòng từng giọt lệ em vẫn cứ khóc cô nuốt ngược vào trong chạy chân theo cơn sóng đi tìm mãi ở nơi xa xôi chiều hôm nay nắng tắt rồi bên trong căn phòng tắm tối vì nghe câu nói dối nên lòng buồn làm gì anh ơi người thương anh chính là tôi kể gì từng rồi lệ đắng lời nhìn ngọn đèn mà vội tắt mưa đang rơi trong mắt em tìm hình bóng cô mà dòng đời nhiều mong ước mong bên anh sẽ mãi yên bình tuổi xuân đẹp như ánh trăng nhìn ngọn đèn mà vội tắt trời hôm nay nắng tắt rồi bên trong căn phòng tắm tối vì nghe câu nói dối nên lòng buồn làm gì anh ơi vậy thương anh chính là tôi kể gì tình rồi lệ đắng lời không sao mọi người không sao bài tới bài gì tới bài gì Adamin ơi. Nghe mà nhói lòng ạ. Ai rồi cũng khác không biết. Cảm ơn Ngọc và cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn yêu một người không biết hát. Ngày mai người ta đi lấy chồng không biết luôn. Sau này liệu chúng ta duyên mình lỡ. Trời làm gió không biết hả? Cảm ơn Ngọc không ha. Không biết bài sao trời làm gió. Chị để tóc này xinh ghê hả? Xin lỗi vì đã xuất hiện không biết. Mình chia tay nhau từ đây tổn thương trong em cũng nhiều rồi tình yêu này đâu có lỗi gì lỗi là thuộc về hai chúng ta yêu gặp nhau là duyên khi hết duyên từ đi nghĩ vậy cho nhẹ lòng mà đừng oan trách nhé xin người hãy đừng than vãn vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi anh sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn ngày mai cảm ơn chị Huệ, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Review khi gặp bé Bạch với Mickey chưa gặp, khi nào gặp sẽ review. Mình chia tay nhau từ đây.
chúng ta. Yêu gặp nhau là gì khi hên xuyên từ đi nghĩ vậy cho nhẹ lòng mơ mừng ngoan trời nước nhẹ xin người hãy đừng than vãn vì phía trước người ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Xinh quá chị ơi. Ok, về đem lọ. Ok, ai buồn ngủ thì đi ngủ đi nha mọi người. Em hát chắc có 2-3 bài nữa em off. Chúc Nhi ngủ ngon, chúc anh Thơ ngủ ngon. Ngủ là gì ạ? Sau này của chúng ta không biết. Mình lai 24 tiếng rồi. Chơi không? Đêm hôm nay sao quá trời vời, đặng lòng đau bước chân ra rời. Hello Nai. Yêu đơn phương đau lắm ai ơi, hạnh phúc đã xa một người. Bên nhau em dẫu không nên anh đâu biết yêu thương trong em là bao nhiêu là mong, nhiều là mơ, nhiều là yêu. Suốt cuộc đời này chẳng không bao giờ anh hiểu. Tôi ơi muốn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa. Anh ấy không yêu mình đâu mà dèm chút anh hai ngủ ngon đã cô phải dần lòng quên anh chẳng.
bài cuối cùng nha mọi người ơi, bài cuối cùng. Bài cuối cùng trong ngày hôm nay nha. Xíu ơi, gắn thêm hình bàn ngay chữ xíu xíu hả? Để hình đầu giường có được không? Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Vỗ tay cho chồng đi. Hello Mộng Thùy nha. Cảm ơn Si, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Rời bỏ. Bài này là bài rời bỏ. Cảm ơn Duyên ạ. Sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng em còn lưu lại, cho đến khi mình có thể quên hết đi. Vì em không muốn trở thành một người khiến anh cứ gần nhớ thương, khi em chỉ là thank you.
Kết thúc rồi. Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã vào đây hoạt động và cùng chơi với em. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn bé, cảm ơn chị Tiffany, cảm ơn chị Đan, cảm ơn em, cảm ơn chị Huệ, em cảm ơn Ismi, em cảm ơn chị Vui Vẻ, em cảm ơn Nhi Bé, cảm ơn Thư Phan, cảm ơn tất cả mọi người tối nay đã vào đây chơi với em và giúp em làm việc thật tốt. Cảm ơn dàn admin tối nay đã làm việc thật tốt ạ. Cảm ơn gia đình lớn, cảm ơn hậu cung của xíu. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn. Cảm ơn gia đình nhà mình rất nhiều. Cảm ơn hậu cung. Cảm ơn BCM. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên em. Và cảm ơn món quà của mọi người nữa. Cảm ơn những món quà của mọi người nữa. Em cảm ơn mọi người rất nhiều, rất rất nhiều. Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho em. Và chúc mọi người có một giấc ngủ thật ngon. Những ai ở Việt Nam, những ai ở Việt Nam sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Và những ai có ở nước ngoài thì làm việc thật giỏi ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào livestream tối ngày mai nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc gia đình mình ngủ ngon. Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày thật nhiều năng lượng tích cực nha mọi người ơi. Chúc mọi người ngủ ngon bé nè. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn bé. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc admin ngủ ngon. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon ạ. Chúc mọi người. Chúc mọi người. Hả? Chúc mọi người ngủ ngon nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Tôi giận chị bị hai du. Tôi giận chị tiếp. Tôi giận rồi. Sao vậy? Chị ơi, mọi người kêu chị ơi, tiếp đâu rồi? Theo thứ tặng chị TikTok mà không thấy đâu. Chuyện like 5 tiếng trời nó không thấy chị tiếp đâu hết. Ôi, thì bị đánh cả tôi. Bị đánh má ơi, má nhìn không ra luôn. Chị tiếp hôm nay bận. Cuối tuần là chị tiếp hai bận hết. Trời ơi, chị ơi, chị có biết chị sơ suất một phút một giây mà em bị đánh tơi tả. Mày ra em tức quá, em xuống lại qua bên kia em cân luôn, cầm giết lại nó, đấm lại nó. Tình ngủ mà nghe tiếng mày nhìn với tôi tỉnh liền. Nay chị tiếp đúng rồi, thường là thứ sáu thứ bảy thứ chủ nhật chị tiếp sẽ rất là bận, nên là ba ngày đó thường là xíu không vô top. Ok, thôi đừng sorry nữa. Tôi giống người dân quá, người dân nước lạ. Đợi đi, hai ngày nữa nha. Thôi. Yeah nghe. Dạ, hello chị Selena, em cảm ơn chị ạ. Sáng rồi thức dậy đi mọi người ơi. Ai giỡn chứ mọi người ơi. Ủa, má nhìn lên tưởng view cao, nhìn lên có cả 6 view. Đâu có đâu, mọi người đi ngủ hết rồi. Đi làm. Tối mai 9:30 BK quốc tế, BK để ra nghe mọi người, nhớ vô nghe mọi người. Ok, tối mai tôi like, tôi nhớ mọi người qua. Nhớ nghe mọi người ơi. Ok. Ok, hi. Để mai chị ơi, mai em vô Sài Gòn em like. Vô Sài Gòn kiếm chỗ like. Em có đợi em thủy không? Chỗ nào? Cười cái cục cức. Thức khuya vậy xíu vậy em lai bù mấy hôm em óp á. Tắt tiếng thiệt rồi mọi người. Tôi thề tôi thà cho bà bay. Tôi thả cho bà bay. Tôi thề tôi thả cho bà bay. Ừ, cho bà bay. Em cảm ơn chị Selena. Thank you chị. Bay sao đừng đứt dây dù cho tôi bay luôn được. Bay nhớ níu về lại nha. Rồi bay đi xa quá.
Mặt A chị tiếp cho em 100, 100 hộp nữa, cho em 100 hộp nữa là đủ 200. Cho em 100 hộp. 100 hộp là gì? Nhân cho 100 xu. Ừ, rồi, xong, đâu. Bay luôn. Bay luôn hả? Bay gì? Bay thì để tôi về bật like chứ đừng bay trong ngày nghe nó chia vô con quỷ kia tôi không chịu á. Đủ chưa? Dạ đủ Đúng rồi rồi. chị, đủ rồi. Đủ 200k rồi. Đủ 200k rồi. Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Hôm nay tóc nhìn cô tè quá hả? Cảm ơn Nhi luôn. Chị hết bận rồi đúng không? Giờ này là chị hết bận rồi đúng không chị? Ngủ đi xíu dạ. Tôi là tôi hả? Tôi thích cái tên Behind You đã gửi TikTok Universe cho Gemma Mini Hết đó. rồi. Hết rồi, dạ hết khách rồi đúng không? Có hàng Ngủ chữ đó sớm. bay lên không? Ôi thức khuya vậy chị. Chị lại bù. Chị lại bù mấy hôm chị off á. Ủa chị ốp chị đi đâu vậy? Đi chơi. Vậy hả? Sướng chạy. Chắc ăn cơm hết ngon với em. Đau họng kệ đi. Chắc ăn cơm hết ngon với em. Thôi thôi thôi. Em có làm gì chị đâu mà chị kêu ăn cơm không ngon. Chị xạo quá. Cảm ơn mày, cảm ơn mình à. Chị Em nghe còn xem từ đầu đến giờ à. Mai vô tiếp nha. nè nè mấy Nhìn coi mày dễ chồng đi coi chồng mày ngủ nè Mai chị mua giá đỗ nấu nước uống nha. Chị có kẹo ngậm rồi. Chị siêu đáng yêu quá, cảm ơn anh Rory. Xíu uống thuốc đau họng đi. Để coi. Cái này là watermelon, kẹo kẹo ngậm, cái kẹo ngậm ho. đúng là hai người hai số phận ha, đứa thì tàn gửi thuốc gửi bệnh gửi ơ gửi đồ, đứa thì được cái đứa mà nó đẹp rồi là nó gửi tùm lum hết, nào là cục, nào là dây chuyền, nào là đồng hồ, nào là nhẫn, nhờ dòng còn gửi cho tao, nào là dầu gió, nào là thuốc, nào là tâm để Thiếu 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 uống à, gạo cho nó em chết. bớt Apple Watch nữa. Nghe ngứa cả đít mấy cái đó tao có hết rồi cho nên tao không thèm. Đừng uống nước đá nhiều dạ, xíu hôm qua uống nước đá xuống nước ấm mức. Kêu chị tiếp mua cho chiếc nhẫn hột xoàn hột hột é về về chỗ với tôi nè. Chị em mới mua hột em mới mua hột é có hai tỏi à. Chị thấy đẹp không? Em cho chị coi nè. Em mua hột é có hai tỏi à. Chị, này là đủ chọi bể đậu kia rồi. Phạm Tiên à. Bụi em bụi à. Đó. Hai tỏi đó. Giỡn hoài tụi nó đùm em đó chị. Bụi đời. Vậy là ngủ dữ chưa? Giàu quá, trời ơi, tụi nó đồn đó chị ơi, em mua chợ Bà Chiểu có nhiêu đâu mà tụi nó đồn đó chị. Tụi nó đồn em mua sợi dây chuyền tặng tặng xíu xíu chị mua được chị mua được Pandora gì à, em được á, em cũng thích, em khoái Pandora lắm Nè, mà. Pandora nè. Cái dòng này đúng dễ thương luôn á. Cái dòng này xinh đúng không? Bắt hợp với dáng em. Mạnh mạnh. Đừng mua Pandora là được. Tại sao? Đừng mua Baradon là được. Đừng mua Baradon là được. Tụi nó cứ thích vớ vẩn ý là sao? Ý là chị tiết cơ mua bên ra chứ không mua hộp xoàn. Cảm ơn Tina. Chị nào ngủ vậy? Chị sắp rồi. Chị ngồi nói chuyện xíu. Dù sao cũng bây giờ cũng phải tẩy trang và tập lâm thứ hết mà. Tôi ghét anh.
Tao không thèm trả lời. Trên TikTok anh thu hồi hết này. Là áp gì chưa thì lúc nhất thôi. Hết vui rồi, buồn từ sớm giờ rồi. Đã đi ấy nói với mọi người hôm mấy xin bé xuống rồi buồn à nói với mọi người bye mọi người bye 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 chị Tiếp bye bye bé bye bye anh Bội bye bye tất cả mọi người ạ à. Bye bye admin nha bye bye chị Huệ ạ và hai nè bye bye cảm ơn mấy đứa nha cảm ơn mấy đứa admin cảm ơn gia đình cục xúc nha áp thì cá nhân áp ạ ok bia mai lị mai bụi dễ thương quá dạ cảm ơn chị Nhã Trang mà mẹ hôm bữa đứa nào khen da đẹp hôm bữa đứa nào khen tao da đẹp đâu trộm nhí hay thôi like tiếp đi đừng ba chồng ba mày.